Thưa quý vị và các bạn, phố cổ Hội An là một thành phố nổi tiếng trong bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Nơi đây lưu giữ gần như nguyên vẹn hơn 1.000 di tích kiến trúc từ phố xá nhà cửa đến hội quán, đình chùa miếu, giếng cổ. Nét đẹp của thành phố cổ trải qua bao nhiêu biến cố thăng trầm lịch sử, thể hiện qua trùng rêu phong trên mái ngói, viên gạch hàng cây đã được người dân Hội An gìn giữ. Không chỉ vậy, Hội An còn thu hút du khách trong nước và quốc tế với chính ẩm thực dân dã, bình dị nhưng đầy màu sắc hấp dẫn. Hội An trăm vật trăm ngon, từ từ cái miệng để chồng con được nhờ. Câu ca dao không biết từ bao giờ đã lưu truyền trong dân gian để nhắc nhở phụ nữ các vùng ven phố Hội đi chợ bớt ăn quà vặt. Nhưng qua đó cho biết ở Hội An món gì cũng ngon, cũng làm thiên hạ phải móc tiền túi ra để ăn vì thèm và nhớ. Văn hóa ẩm thực Hội An mang một sức hút đặc biệt. Mỗi du khách khi đến với Hội An thưởng thức ẩm thực nơi đây đều nhận xét rằng các món ăn để lại một dấu ấn riêng không thể nhầm lẫn với nơi nào khác. Một trong những món ăn đặc sản của ẩm thực Hội An là món cao lầu. Thực chất, nấu được một tô cao lầu thật là Hội An không hề đơn giản. Gạo làm sợi mì được xay từ nước giếng cổ, ngâm gạo bằng loại tro nấu lấy ở vùng Cù Lao Chàm để được vàng, tươi, ăn mềm và dai chứ không bở, không bục. Mì được xếp xuống đáy tô, xếp bên trên là tôm, thịt gà, xá xíu, rồi da heo khô thái vuông, thêm mấy cọng húng liều, rau thơm. Bên cạnh những món đặc sản mang tính phố thị, bánh bao, hoành thánh, bánh vạt, Hội An còn có nhiều món ăn dân dã hấp dẫn như bánh bèo, bánh xèo, hến trộn, bánh tráng và đặc biệt là mì Quảng. Ở Hội An, mì Quảng được bán khắp nơi, từ các quán ăn thành thị đến những hàng quán ở thôn quê, đặc biệt là những quán mì trên hè phố. Tiếp nữa chắc phải kể đến bánh ướt thịt nướng. Bánh ướt được tráng thật khéo, mỏng thật mỏng mà vẫn mịn, ăn cùng với thịt nướng hơi xém vàng, thơm nước mũi, chấm vào tương đậu. Đôi khi ăn một đĩa cũng chưa thỏa thích, thực khách cứ phải gọi thêm, bởi bánh ướt ở đây vừa rẻ lại ngon miệng vô cùng. Những món ăn dân dã ấy, những món ăn đầy tình yêu thương ấy, lưu giữ biết bao du khách, người đi muốn quay về. Trong đó có chị Kim Em, tác giả cuốn Ăn để nhớ. Với niềm day diết với quê hương, chị đã viết ra cuốn sách này như một phần tuổi thơ của chị. Tôi được sinh ra và lớn lên ở Hội An, cái mảnh đất nó trầm tích văn hóa. Và chính vì vậy mà khi tôi lớn lên đi ra đời thì có những cái ký ức mà ngày xưa khi tôi còn là một đứa trẻ thì nó vẫn ở mãi trong tâm trí, trong tâm thức. Và tôi nghĩ là tôi phải viết ra điều đó. Chứ nếu như tôi không viết ra thì tôi sẽ rất tiếc. Và cái điều mà tôi viết ra là lúc đầu là tôi định viết, tôi đăng Facebook thôi. Và bởi vì tôi có hai đứa con nó đang học ở xa. Tôi muốn là các con tôi sẽ đọc điều đó và sẽ thấy rằng là có tuổi thơ của mẹ mình và có ông ngoại bà ngoại, có quê nhà. Và tôi muốn con tôi đọc để nó nhớ về quê, nhớ về quê cụ thể qua những món ăn mẹ nấu. Như ngày xưa tôi đã được mẹ tôi nấu cho tôi ăn. Và khi một người mà người ta nhớ về quê nhà, cái điều đầu tiên người ta nhớ là bữa cơm nhà. Thì những cái món mà tôi được ăn ngày xưa đó, bây giờ nó vẫn là những cái món mà nó vẫn tồn tại trong từng mái nhà. Và tôi nghĩ là ai cũng có thể viết được điều đó chứ không phải riêng tôi. Tuy nhiên là có thể là do cái điều kiện của mỗi người họ không viết được. Thì mà tôi viết được, cho nên là khi mà ra sách rồi á, thì là được đón nhận rất là nồng nhiệt. Chỉ trong 10 ngày mà đã tái bản, điều đó nó hạnh phúc lắm luôn. Hạnh phúc của một người có cái tác phẩm được đón nhận, hạnh phúc của một người kể lại câu chuyện tuổi thơ của mình và được rất là nhiều người thấy cái tuổi thơ của họ trong đó. Những cái chia sẻ của bạn bè khi họ đọc sách họ nói trời ơi, cái cuốn sách Ăn để nhớ làm cho mình nhớ tuổi thơ của mình, cái tuổi thơ nó lẩn khuất ở đâu đó và bây giờ những cái ký ức nó được sống dậy qua cuốn sách. Thì tôi nghĩ đó là hạnh phúc. Từng là một đứa trẻ sống trong thập niên 60-70 đầy khó khăn, với tâm hồn nhạy cảm, tinh tế và ý chí vượt khó ít ai có được, tác giả cảm nhận nhiều hơn ai hết những nỗi vất vả của đời sống lúc bấy giờ.
và chị cũng luôn biết tận hưởng trọn vẹn những niềm vui nho nhỏ xung quanh mình. Trong tập sách nhỏ của mình, chị thủ thỉ kể về quãng đời thơ bé, nhiều nỗi gian lao mà đông đầy hạnh phúc bên gia đình. Chị viết về những món ngon của quê nhà, dăm ba món quà vặt thời khốn khó mà nỗi nhớ nhung xa xôi cứ tứa ra trong từng câu chữ. Hẳn là món ăn nghe dung dị như mì quảng, bánh tráng sắn, kẹo ú, cá nục, mít non, đến mùi ruốc, mùi mắm, khiến bao người nhớ đến những nếp nhà, những ấm áp nhỏ bên mâm cơm chiều bốc khói. Thật sự là mình có duyên được đọc cuốn sách này từ tận tay chị Kim Em gửi đến và đọc trên một chuyến bay khi phải đi ra khỏi cái vùng đất mình đang ở. Cho nên cảm xúc khi nghĩ về nơi mình ở thì nó đong đầy. Thật sự là cái cuốn sách nó chạm vào cái ký ức và cái cảm xúc sống của mình đã được trải qua. Nó làm cho mình hồi tưởng trở lại rất là nhiều ký ức của tuổi thơ, của những cái ngày bên cạnh cha mẹ, bạn bè và kể cả những ngày mà gắn liền với cái kinh tế, của cái điều kiện kinh tế của xã hội lúc đấy, của vùng miền, của xóm làng, của tất cả những điều đấy. Thực sự thì cái cảm xúc mình đang nói với mọi người rằng là cái cuốn sách đã làm cho mọi người nhận ra một điều là chúng ta đang trân quý, rất rất là trân quý cái cảm xúc về món ăn. Và đó thật sự là mình đang ăn cái cảm xúc và ăn cả cái ký ức. Hôm nay là ăn được trở về, ăn cái ký ức của mình. Và nó thật sự là nó tạo nên cái điều thú vị và làm cho mọi người khai mở ra rất là nhiều từ những cái điều rất là đời thường hàng ngày mà chúng ta có thể bỏ quên qua. Mình đọc xong cái cuốn sách Ăn để nhớ ấy, thì nó để lại cho mình rất là nhiều cái cảm xúc. Một cái cảm xúc đặc biệt bởi vì là nó cuốn sách này nó đã đánh thức một cái miền ký ức mà tưởng chừng như cái miền ký ức nó đã bị lãng quên, bị vùi lấp. Thực ra nó vẫn ở nguyên đó nhưng nó dường như nó bị lãng quên, bị vùi lấp, bị thời gian nó lấp đi, nó không còn làm mình nhớ lại nữa. Mình nhớ rất nhiều chuyện về tuổi thơ nhưng mà hầu như mình không nhớ gì về các món ăn đó. Nhưng mà sau khi đọc cuốn sách của Kim Em thì mình bắt đầu lục tìm trong ký ức của mình những cái món ăn của tuổi thơ và tất cả nó ùa về. Mình nhớ từ những cái món rất là nhỏ như bát chè đậu đen, mình nhớ cái hương vị rất là bùi thơm của cái miếng sắn, một củ sắn trong cái ngày sinh nhật em mình. Mình nhớ những cái liên quan đến cái món ăn mà mình đã trải qua tuổi thơ. Thì thực ra hóa ra là mình vẫn rất nhớ những cái món ăn đó. Chỉ tội mình bị thời gian, thời gian nó cuốn mình đi mà không làm cho mình nhớ về nó nữa. Thì chính cái cuốn sách của Kim Em đã đánh thức cái miền ký ức tuổi thơ trong mình. Và cái miền ký ức đấy nó gắn bó với lại quá nhiều các cái kỷ niệm của mình. Mình biết ơn Kim Em và biết ơn cái cuốn sách Ăn để nhớ đã cho mình được những cái cảm xúc lắng đọng vô cùng quý giá như vậy. Nỗi nhớ bàng bạc khắp các trang sách xoay quanh những món ngon bình dị đơn sơ của Hội An, Quảng Nam. Đọc sách của chị, bạn sẽ thấy đồ ăn, thức uống không chỉ nuôi sống cơ thể mà còn nuôi dưỡng cả tâm hồn và tinh thần của một người. Ai yêu quê hương, yêu gia đình thì hẳn cũng luôn hướng về nơi mình sinh ra và lớn lên như vậy. Có người còn nói rằng tất cả văn hóa ẩm thực Hội An đều được thể hiện trong Ăn để nhớ. Đó là khúc nhạc lòng nhận diện quê hương mang âm hưởng dân ca với ca từ là hũ mắm, con cá, mớ rau, tấm bánh đi cùng giai điệu là những tháng ngày lớn lên từ cảm xúc của một trái tim khắc tạc con chữ Hội An xứ Quảng từ trong sâu thẳm của người con quê hương. Trong từng trang sách là nỗi nhớ bàng bạc quê hương của tác giả, là cái hồn ẩm thực của phố hội đang lan tỏa đến người đọc. Không chỉ riêng với quê hương Hội An của tác giả, soi bóng xuống dòng sông Thu Bồn là thấy thấp thoáng bóng quê hương, mà tất cả những người con xa quê, những người con yêu quê đều có thể tìm thấy chính mình, chính ấu thơ của mình, chính nỗi nhớ của mình. Đây cũng là một cơ hội để cho những người kinh doanh ẩm thực, ngoài cái câu chuyện mà vùng miền được triển khai xây dựng cái văn hóa ẩm thực của địa phương thì các
anh chị ở trong cái lĩnh vực ẩm thực cũng sẽ khai thác được cái cảm xúc, cái cảm nhận của người ăn, và thật sự là họ sẽ chạm tới, và đó là cái điều kiện thuận lợi cho những người muốn nghiên cứu về cái kinh doanh ẩm thực và muốn đem cái ẩm thực trở thành một cái nghề mà mình có thể là tạo nên giá trị, và thậm chí nó là trở thành một cái linh hồn của một cái vùng đất, của một cái quê hương, và đặc biệt là nó phải gắn liền với cái vùng đất mà đang diễn ra cái hoạt động sống như thế. Ở Hội An thì tôi thật sự là rất là thú vị cuốn sách này, là bởi vì vùng đất Quảng Nam, Đà Nẵng là vùng đất tôi cho rằng là cũng sâu, có chiều dày văn hóa rất là tốt. Việc thứ hai nữa là Hội An có được cái cảm xúc tốt của mọi người khi nghĩ đến. Và như vậy thì món ăn Hội An cũng dễ đi vào lòng người. Đây cũng là cơ hội cho những người Hội An và vùng đất Hội An có thể khai triển đi kèm các cái dịch vụ du lịch hỗ trợ cho cái sự phát triển và nâng cái giá trị du lịch của mình lên hơn nữa. Kim Em chủ yếu viết về những năm đầu đời của chị, sống khó khăn thiếu thốn. Trong những năm 1960, chị học cách tận hưởng từng niềm vui nho nhỏ như một cái kẹo ú, bánh ú tro mùng năm, chén xu xoa. Năm cấp 3, như bao đứa học trò, chị mê rổ sắn, rổ khoai, ổi, cóc dầm bán ở cổng trường. Khi đã lập nghiệp xa quê, mỗi lần ăn mì Quảng, tác giả nhớ ngay con sông Thu Bồn. Lúc bé, chị ngồi trên phản gỗ bên nhà, ngấu nghiến tô mì, nghe tiếng gà trong cơn gió mát lành thổi từ sông. Tôi nghĩ đơn thuần là tôi viết lại những cái món ăn mà tôi đã được ăn từ bé, và nó đúc kết lại thành một cái gọi là cuốn sách để sau này những cái bạn trẻ họ không được có cái niềm hạnh phúc như tôi ngày xưa, đọc lại để biết là ngày xưa quê mình là như vậy đó. Ông bà cha mẹ mình đã lớn lên bên dòng sông, bên cánh đồng, và những cái món ăn mà dân dã quê nhà nó gợi lên cho mọi người những cái niềm nhớ. Tôi gọi đó là niềm nhớ của như đứa con đi xa. Chứ còn khi mà các bạn gọi tôi là chuyên gia ẩm thực thì tôi không dám nhận cái danh hiệu cao quý đó, bởi vì thực ra tôi chỉ là một người nấu ăn bình thường, một người nội trợ trong bếp và vui với món ăn mình nấu. Và khi nấu ra mà được mọi người tán thưởng là ngon quá, thích quá là tôi vui rồi. Chứ còn là chuyên gia ẩm thực thì không dám, chỉ là người chép lại cái câu chuyện ẩm thực. Tác giả Kim Em tâm sự, đến bây giờ khi bước qua bên kia dốc cuộc đời nhìn lại, tôi vẫn thấy mọi thứ như mới hôm qua hôm kia, và tôi biết bạn cũng cảm thấy như vậy khi nghĩ về nơi chôn nhau cắt rốn và hoài niệm về những ngày ấu thơ của mình. Thật khó để diễn tả hết bằng lời những nét riêng trong ẩm thực Hội An, bởi cái gì đẹp, cái gì ngon, mà đặc biệt là cái gì tinh tế thì thường để dành cho sự cảm nhận. Những món ăn đã ra đời từ cách đây rất lâu, trải qua bao năm, dù được phục vụ ở các quán ăn đường phố hay trong nhà hàng sang trọng cũng thế, cũng vẫn giữ được vị truyền thống rất khó để tìm thấy ở những vùng miền khác. Kim Em đã làm được điều đó, đọc để cảm nhận và ăn để nhớ.